Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay mùng 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tàu hỏa bị chật bánh khiến giao thông bị tắc nghẽn suốt nhiều giờ liền. Phản ánh của khán giả Trần Hữu Dũng ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại 0158, 3 số cuối 082. Hàng chục công nhân hoảng loạn tháo chạy, thoát thân khỏi xưởng đồ xốp phát hỏa. Phản ánh của khán giả Phan Thanh Hùng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 097, 3 số cuối 596. Thành phố Hồ Chí Minh bao trùm trong màn sương mù, chia sẻ của khán giả Nguyễn Vân Sơn từ địa chỉ email vansơn@dta.gmail.com. Nhiều phương tiện xe máy, xe đạp đi ngược chiều trong làn đường xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung từ số điện thoại 0989, 3 số cuối 394. Tiến độ thi công chậm khiến người dân và các em học sinh lưu thông rất khó khăn. Phản ánh của khán giả Trần Văn Hùng từ số điện thoại 0987, 3 số cuối 776. Gần 500m đường liên xã bị xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Trung Dũng ở Diễn Châu, Nghệ An. Táo để 3 tháng vẫn tươi rói. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo có địa chỉ email nguyenthảotb45a@yahoo.com. Số điện thoại 0946, 3 số cuối 678. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 12, tàu NA1 đang trên hành trình từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi đến đoạn đường sắt giao nhau với đường bộ thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì bị chật bánh, khiến một số toa tàu bị nghiêng. Sự cố xảy ra khiến quốc lộ 1A ách tắc hơn 10 km. Sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung phản ánh của khán giả Trần Hữu Dũng ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0158, 3 số cuối 082. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, tàu NA1 lưu thông hướng Vinh, Hà Nội bị chật bánh tại km 153+520, đoạn cắt ngang quốc lộ 1A, phía nam cầu Đò Lèn thuộc xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khiến tuyến đường sắt Bắc Nam ùn tắc nhiều giờ liền. Ngay sau khi sự cố xảy ra, cơ quan quản lý đường sắt đã tiến hành cứu hộ, giải tỏa đoàn tàu bị chật bánh. Công nhân khẩn trương khắc phục sửa chữa đường ray để tuyến đường sắt Bắc Nam lưu thông trở lại. Sự cố đã khiến quốc lộ 1A bị ách tắc từ 2 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút sáng. Phải tới 8 giờ sáng cùng ngày, các đoàn tàu khác mới có thể tiếp tục hành trình. Khán giả Trần Hữu Dũng cho biết, sự cố trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, mùng 7 tháng 12, khiến hàng trăm hành khách đi trên tàu NA1 hốt hoảng. Rất may tại đoạn đường này, đường ray và đường nhựa có độ cao gần bằng nhau nên tàu không bị lật. Đến hơn 7 giờ, lực lượng chức năng tổ chức chuyển hành khách sang tàu khác, đồng thời kê kích những toa bị chật bánh vào đường ray và giải tỏa hiện trường. Do đoạn đường sắt này giao nhau với quốc lộ 1A nên khiến đoạn đường qua huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị ách tắc kéo dài hơn 10 km. Do tàu NA1 gặp sự cố nên nhiều đoàn tàu bị chậm hành trình nhiều giờ đồng hồ. Phải đến 8 giờ sáng, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua hiện trường vụ tàu chật bánh mới lưu thông trở lại bình thường. Hiện ngành đường sắt đang kiểm tra nguyên nhân sự cố tàu chật bánh. Được biết, đoạn đường này đang trong quá trình thi công chuyển đường ray. Quốc lộ 1A đang trong thời gian nâng cấp mở rộng nên phương tiện lưu thông qua đoạn đường này gặp rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, vào tối qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã thiêu rụi kho xưởng chứa màng xốp dùng làm hộp cơm công nghiệp. Hàng chục công nhân đang có mặt trong xưởng sản xuất hoảng loạn và tháo chạy ra ngoài. Sau đây mời quý vị cùng đến với những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ cháy do khán giả Phan Thanh Hùng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 097, 3 số cuối 596 đã gửi về chương trình.
vụ cháy xảy ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 6 tháng 12 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vân Long có địa chỉ số 308 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa được phát hiện tại khu xưởng chứa nguyên liệu màng xốp dùng để sản xuất hộp cơm. Nhiều công nhân đang làm việc tại đây khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy đã chi hô và tháo chạy ra ngoài. Bình CO2 được tận dụng hết để chữa cháy. Tuy nhiên, do khu xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mỗi lúc một lớn và lan nhanh ra cả khu vực và có nguy cơ lan sang phân xưởng thứ hai của công ty chứa máy móc thiết bị và hàng thành phẩm. Nhiều công nhân bị ngạt khói hóa chất buộc phải tháo chạy ra ngoài. Sau gần 20 phút, khi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Theo phản ánh của khán giả Phan Thanh Hùng cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vân Long chuyên sản xuất hộp cơm công nghiệp do ông Nguyễn Văn Long làm chủ. Ngay sau khi phát hiện lửa bùng phát ở khu xưởng chứa nguyên liệu, các công nhân đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người. Một số công nhân dùng bình CO2 để dập lửa, tuy nhiên do không chịu được khói và lửa bốc quá cao nên chỉ tới khi lực lượng chữa cháy tới, đám cháy mới được khống chế. Qua kiểm tra ban đầu, đám cháy đã làm 600m nhà xưởng đổ sập. Nhiều thiết bị máy móc trong xưởng hư hỏng, các hàng hóa chứa trong kho cháy rụi. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này. Thưa quý vị, vào sáng nay mùng 7 tháng 12, đường dây nóng 0904881414 của chương trình đã nhận được nhiều chia sẻ của khán giả thành phố Hồ Chí Minh về hiện tượng thời tiết lạ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại một nơi quanh năm nắng nóng như thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay người dân được tận hưởng cảm giác mới lạ trong năm khi thành phố chìm trong màn sương nhẹ. Không khí oi bức thường ngày dường như được xua tan bởi sự xuất hiện của màn sương mù giống như mưa bụi. Hiện tượng này khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thích thú. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh khi thành phố Hồ Chí Minh được bao phủ trong làn sương mù. Qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Vân Sơn từ địa chỉ email vansơn@dt.gmail.com đã gửi về cho chương trình. Ngay từ sáng sớm, toàn bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được bao phủ bởi một màn sương mù nhẹ. Nhìn từ bến phà Thủ Thiêm, những tòa nhà cao tầng thuộc quận 2 mờ ảo chìm trong làn sương. Đến 10 giờ sáng, sương vẫn chưa tan tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của khán giả Vân Sơn, không khí thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mùng 7 tháng 12 giống như tiết trời thu của miền Bắc. Màn sương mỏng xuất hiện từ sáng sớm và đến 10 giờ vẫn chưa tan hết. Nhiều người cho rằng hiện tượng thời tiết này báo hiệu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có thể sẽ se lạnh trong khoảng thời gian cuối năm. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng cuối năm này, các tỉnh Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh rìa phía Nam và Tây Nam, với những đợt tăng cường từ phía lục địa Trung Quốc xuống. Hiện tượng thời tiết trên kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo gây se lạnh và sương mù nhẹ. Sự thay đổi thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vì vậy, khuyến cáo trong thời tiết se lạnh, khi ra đường mọi người cần mang theo áo gió, đồng thời mang khẩu trang chống bụi vì sương mù ở tầm thấp sẽ khiến khói bụi không bốc lên cao được. Thời gian gần đây do phục vụ thi công, nhiều đoạn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội bị quây tôn để phục vụ việc thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông. Để giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, lực lượng chức năng đã cho phép các phương tiện lưu thông trong làn đường ưu tiên dành cho xe buýt. Tuy nhiên, nhiều xe máy, xe đạp đã lợi dụng việc này đi ngược chiều. Khán giả Nguyễn Quang Trung từ số điện thoại 0989, báo số cuối 394 đã ghi lại một số hình ảnh phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Do
Do phần lớn diện tích mặt đường Nguyễn Trãi dành cho việc thi công xây dựng, nên làn đường xe buýt được trưng dụng cho nhiều loại phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, tại làn đường này, xe máy, xe đạp không chỉ đơn thuần lưu thông duy nhất một chiều theo quy định. Nhiều xe máy, xe đạp ngang nhiên đi ngược chiều. Đôi khi, các dòng phương tiện ngược chiều đan xen nhau khiến làn đường này chẳng khác gì con đường hai chiều thông thường. Khán giả Nguyễn Quang Trung cho biết, những hình ảnh trên anh ghi lại vào 7 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 12 trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Đại học Hà Nội qua chợ Phùng Khoang đến Học viện Bưu chính Viễn thông. Theo anh Trung, để tránh phải đi một đoạn đường dài, phải qua nhiều điểm sang đường thường xảy ra ùn tắc, nhiều người đã chọn cách đi ngược chiều như trên. Tâm lý của người đi đường cho rằng, việc đi ngược chiều giúp họ rút ngắn thời gian và khoảng cách, giảm ùn tắc tại những điểm sang đường. Tuy nhiên, với cách đi này, họ đã vi phạm luật giao thông, gây ảnh hưởng tới các phương tiện đang lưu thông khác và nhất là ảnh hưởng tới việc dừng đỗ của xe buýt tại các bến. Giao thông tại đây rất lộn xộn và nhiều vụ va chạm không đáng có đã xảy ra. Anh Trung cho rằng, lực lượng cảnh sát giao thông cần kiểm tra, giám sát và tiến hành xử phạt nghiêm để giao thông của đoạn đường này ổn định hơn. Khán giả Trần Văn Hùng từ số điện thoại 0987, 3 số cuối 776 cho biết, hiện con đường dẫn vào trường trung học cơ sở và tiểu học Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tiến hành sửa chữa, đổ bê tông. Tuy nhiên, đơn vị thi công từ đầu năm tới nay vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của hơn 2.000 học sinh và giáo viên cùng nhân dân ở đây rất khó khăn. Anh Hùng đã ghi lại một số hình ảnh về con đường này và gửi về cho chương trình. Đoạn đường dài gần 2 cây số kéo dài từ thôn Sen Hồ tới thôn Chí Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Được khởi công xây dựng từ đầu năm, nhưng đến nay con đường vẫn chưa hoàn thiện, vẫn đang thực hiện công đoạn kè và làm cống thoát nước. Đường bị cày xới, toàn đất đá. Trời mưa thì sình lầy, đi lại rất khó do trơn trượt. Trời nắng thì bụi. Các phương tiện không thể qua lại, người dân chỉ có thể dắt bộ qua. Đây cũng là trục đường chính dẫn tới hai trường trung học cơ sở và tiểu học Lệ Chi. Do vậy, hàng ngày có khoảng 2.000 các em học sinh phải vượt qua đoạn đường này để đến trường. Theo thông tin mà khán giả Trần Văn Hùng cung cấp cho chương trình, đoạn đường trên nối hơn một nửa số thôn trong xã Lệ Chi. Đây là con đường lưu thông chính của bà con. Trước đây, con đường được giải đá, tuy nhiên, hưởng ứng theo phong trào bê tông hóa đường liên thôn liên xã, con đường được chính quyền địa phương cho tu sửa, đổ bê tông kiên cố. Đơn vị thi công khởi công từ đầu năm 2012, đến nay đã hơn 10 tháng mà con đường vẫn chỉ dừng lại ở hạng mục kè bờ và thi công hệ thống cống. Con đường đã bị cày xới, sau mỗi trận mưa hình thành những sóng trâu bằng đất với nhiều kích thước. Người dân muốn lưu thông qua đây chỉ có cách đi bộ, các phương tiện không thể lưu thông. Ngoài ra, đây là con đường dẫn vào hai trường trung học cơ sở và tiểu học Lệ Chi, hiện có khoảng 2.000 em học sinh theo học. Như vậy, mỗi ngày, hơn 2.000 em học sinh và giáo viên phải vượt qua đoạn đường này để tới trường. Anh Hùng còn cho biết, trước khi tiến hành thi công đoạn đường này, người dân đã yêu cầu đơn vị thi công mở đường phụ, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện và cũng tránh ảnh hưởng tới việc thi công.
Tuy nhiên, đường phụ không được mở, còn đường chính thì vẫn trong tình trạng thi công ngổn ngang. Anh Hùng thắc mắc, không hiểu vì lý do gì mà tiến độ thi công đoạn đường gần 2 km lại lâu đến như vậy. Gửi phản ánh tới chương trình, anh Hùng mong rằng đơn vị thi công và chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, trả lại đường lưu thông cho người dân và nhất là hơn 2.000 em học sinh tại đây. Khán giả Nguyễn Trung Dũng ở Diễn Châu, Nghệ An phản ánh, đoạn đường nối liền xóm 9, xóm 10 của xã Diễn Hải lên các xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, rồi đi lên quốc lộ 1A, bị xuống cấp nghiêm trọng hơn một năm nay. Đoạn đường chỉ có khoảng 500 mét, nhưng mỗi khi lưu thông qua đây rất khó khăn. Sau đây là những hình ảnh mà khán giả Nguyễn Trung Dũng đã gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nước đọng, mặt đường gồ ghề sống trâu bởi đất đá là những gì nhìn thấy trên gần 500 mét đường liên xã ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Những hố sâu, lồi lõm xuất hiện với mật độ dày đặc. Mặt đường không trũng ngập nước thì cũng trơ đá với sỏi. Theo khán giả Trung Dũng, con đường trở thành cung đường nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây, nhất là vào lúc trời tối. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Trung Dũng, nguyên nhân chủ yếu của sự xuống cấp trên là do các xe chở vật liệu xây dựng quá tải, lưu thông liên tục, cộng với việc mặt đường không được tu sửa, nâng cấp thường xuyên. Anh Trung và nhiều người dân ở đây cho rằng đây là một cung đường khá nguy hiểm với các phương tiện lưu thông, nhất là vào buổi tối. Con đường liên xã, nối xã Diễn Hải lên các xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, rồi đi lên quốc lộ 1A của huyện Diễn Châu có chiều dài gần 500 mét, nhưng mặt đường bong chóc, nham nhở, hầu như toàn bộ. Mặt đường rộng khoảng 3 mét nhưng ổ trâu, ổ voi đã chiếm hết lòng đường và tạo thành những sóng trâu ở giữa rất nguy hiểm. Hầu hết các phương tiện muốn lưu thông qua những đoạn như thế này đều phải giảm tốc độ, cẩn thận mới lách qua được. Qua mỗi đợt mưa, mặt đường không khác gì mặt sông. Anh Dũng cũng cho biết, thời gian trước khi chưa mở thêm các tuyến đường từ xóm 1, xóm 2 của xã Diễn Hải lên xã Diễn Mỹ, thì đây chính là tuyến đường lưu thông chủ yếu và thường xuyên của huyện Diễn Châu, nên tuyến đường khá được quan tâm, tu sửa, thậm chí là còn có trạm thu phí để bảo dưỡng hàng năm. Anh Dũng mong rằng con đường trên sớm được tu sửa, nâng cấp và tiếp tục được đặt trạm thu phí để đảm bảo việc bảo dưỡng, sửa chữa con đường được thực hiện thường xuyên hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo có địa chỉ email nguyenthaotb45a@yahoo.com, số điện thoại 094 3 số cuối 678. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo thì chị có mua táo tại một siêu thị lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên sau khi để trong tủ bếp 3 tháng ở nhiệt độ thường, khi táo được lấy ra vẫn tươi rói. Việc này khiến chị cùng gia đình rất lo lắng vì nghi bị phun tẩm chất bảo quản độc hại. Đây là quả táo còn lại mà chị Nguyễn Thị Thảo đã mua tại siêu thị Bixi Thăng Long, Hà Nội cách đây 3 tháng. Quả táo này chị Thảo đã để quên suốt 3 tháng qua, tuy nhiên đến khi bổ ra, táo vẫn còn nguyên, không bị hỏng, thối. Bên ngoài vỏ táo vẫn có màu đỏ tươi, quả táo chỉ có biểu hiện héo đôi chỗ. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Thảo, cách đây chưa lâu, người tiêu dùng phải một phen hoang mang vì thông tin táo đỏ Fuji của Trung Quốc được ủ bằng thuốc trừ sâu. Mặc dù sau đó, các kết quả phân tích mẫu táo Trung Quốc do Cục Bảo vệ Thực vật thực hiện cho thấy mức tồn dư các chất độc hại của táo thấp hơn nhiều mức cho phép. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi băn khoăn bởi nhiều loại hoa quả được bày bán trên thị trường, đặc biệt là táo, dù để lâu vẫn không hỏng.
Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo, cách đây 3 tháng, chị có mua vài kg táo đỏ trong siêu thị Bixi, Thăng Long, Hà Nội. Sau khi sử dụng gần hết, còn sót lại một quả trong tủ bếp mà chị không hề biết. Cho đến gần đây, chị mới phát hiện ra quả táo chị mua cách đây 3 tháng vẫn còn nguyên. Dù trải qua những ngày hè nóng oi ả hay những hôm trời ẩm mốc, nhưng không hiểu lý do gì, quả táo này vẫn còn nguyên. Bên ngoài vỏ táo vẫn có màu đỏ tươi, duy chỉ có đôi chỗ có biểu hiện héo một chút. Còn bên trong, khi bổ ra quả táo không hề bị hỏng, bị thối. Chị Thảo cho rằng người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn nữa trong việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, nhất là thực phẩm, trái cây, rau củ quả tươi sống. Bởi hiện nay, nguy cơ thực phẩm tươi sống bị tẩm ướp rất cao. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904 881414 và email gocnhinkhansa@vtc.vn. Khán giả từ địa chỉ email hoangchat68@gmail.com cho biết, cầu Bãi Cháy đi vào hoạt động đã gần 5 năm, tuy nhiên đến nay tình trạng thu phí qua cầu vẫn chưa có vé. Giá mỗi lần lên hay xuống là 5.000 đồng một lượt đối với khách Việt Nam, còn đối với du khách nước ngoài là 1 đô la Mỹ một lượt. Khán giả này cho rằng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đề nghị ban quản lý cầu Bãi Cháy phát vé cho du khách và người dân. Vào chiều qua, trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, một chiếc xe taxi không hiểu vì lý do gì đã đâm thẳng lên giải phân cách giữa hai làn đường. Khán giả Thanh Hoa từ địa chỉ email thanhhoa@gmail.com đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 6 tháng 12. Tại hiện trường, hai bánh trước của chiếc xe taxi trèo hẳn lên giải phân cách. Nguyên nhân là do tài xế không chú ý quan sát, phanh gấp và đánh lái trèo lên giải phân cách. Rất may không có ai bị thương trong sự việc trên, chiếc xe phải nhờ tới lực lượng cứu hộ giao thông can thiệp. Khán giả Phan Thanh Xuân từ địa chỉ email phantxuan@gmail.com phản ánh. Vào chiều qua ngày 6 tháng 12, một vụ tai nạn giữa hai xe ô tô đã xảy ra tại đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Do va chạm với xe đi ngược chiều, chiếc ô tô Innova biển kiểm soát 37S0985 đã lao lên giải phân cách và va vào cây cảnh trồng trên giải phân cách. Cũng do không xử lý kịp, chiếc xe tải phía sau cũng đã húc mạnh vào đuôi chiếc Innova. Trong rất may, 5 người ngồi trong xe Innova chỉ bị thương nhẹ. Một khán giả ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng từ số điện thoại 0936, 3 số cuối 427 cho biết, tại nghĩa trang Gốc Đề, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, cứ vào dịp cuối năm, nhiều gia đình lại thực hiện thủ tục bốc mộ, cải táng cho người thân. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, áo quan, quần áo người chết và nhiều vật dụng khác không được thu dọn và vứt rải khắp nghĩa trang. Đây là những thứ còn sót lại sau khi những gia đình thực hiện việc cải táng bốc mộ cho người thân vào dịp cuối năm. Áo quan, quần áo, bát hương, hoa, giấy tiền vàng, tất cả được vứt la liệt. Tình trạng này năm nào cũng tái diễn nhưng lực lượng quản trang cũng không thu dọn hoặc nhắc nhở các gia đình tự thu dọn, tiêu hủy. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng kiến nghị chính quyền địa phương cùng ban quản lý nghĩa trang Gốc Đề cần có biện pháp thu dọn, tiêu hủy những vật dụng sót lại sau khi thực hiện việc cải táng bốc mộ để đảm bảo vệ sinh môi trường và trả lại cảnh quan sạch sẽ. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, tàu NA1 lưu thông hướng Vinh, Hà Nội bị trật hướng tại km 153+520, đoạn cắt ngang quốc lộ 1A phía nam cầu Đò Lèn thuộc xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khiến tuyến đường sắt Bắc Nam ùn tắc nhiều giờ liền. Sự cố trên cũng khiến quốc lộ 1A, đoạn đường qua huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị ách tắc kéo dài hơn 10 km. Phản ánh của khán giả Trần Hữu Dũng ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0158 và 3 số cuối là 082. Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 12 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vân Long có địa chỉ số 308 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa được phát hiện tại khu xưởng chứa nguyên liệu màng xốp dùng để sản xuất hộp cơm. Nhiều công nhân đang làm việc tại đây khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy đã chi hô và tháo chạy ra ngoài.
600m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Phản ánh của khán giả Phan Thanh Hùng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ số điện thoại 097 và 3 số cuối là 569. Sáng nay mùng 7 tháng 12, người dân thành phố Hồ Chí Minh được tận hưởng cảm giác mới lạ trong năm khi thành phố chìm trong màn sương nhẹ, không khí oi bức thường ngày như được xua tan bởi sự xuất hiện của sương mù giống như mưa bụi, khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thích thú. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Sơn từ địa chỉ email vansơn@dt.a@gmail.com. Thời gian gần đây, nhiều đoạn đường trên đường Nguyễn Trãi Hà Nội bị quây tôn để phục vụ việc thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Để giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, lực lượng chức năng đã cho phép các phương tiện lưu thông trong làn đường ưu tiên dành cho xe buýt. Tuy nhiên, nhiều xe máy, xe đạp đã lợi dụng việc này đi ngược chiều, gây ảnh hưởng tới các phương tiện đang lưu thông khác và nhất là ảnh hưởng tới việc dừng đỗ của xe buýt tại các bến. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung từ số điện thoại 0989 và 3 số cuối là 394. Hiện con đường dẫn vào trường Trung học cơ sở và Tiểu học Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tiến hành sửa chữa, đổ bê tông. Tuy nhiên, đơn vị thi công từ đầu năm tới nay vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của hơn 2.000 học sinh và giáo viên cùng nhân dân ở đây rất khó khăn. Phản ánh của khán giả Trần Văn Hùng từ số điện thoại 0987 và 3 số cuối là 776. Đoạn đường nối liền xóm 9, xóm 10 của xã Diễn Hải lên các xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rồi đi lên quốc lộ 1A bị xuống cấp nghiêm trọng hơn một năm nay. Mặt đường rộng khoảng 3 mét nhưng ổ trâu, ổ voi đã chiếm hết lòng đường và tạo thành những sóng trâu ở giữa rất nguy hiểm. Qua mỗi đợt mưa, mặt đường không khác gì mặt sông, hầu hết các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, phản ánh của khán giả Nguyễn Trung Dũng ở Diễn Châu, Nghệ An. Cách đây 3 tháng, khán giả Nguyễn Thị Thảo có địa chỉ email nguyễnthảotb45a@yahoo.com từ số điện thoại 094 và 3 số cuối là 678 có mua táo tại một siêu thị lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi để trong tủ bếp 3 tháng ở nhiệt độ thường vẫn tươi rói, việc này khiến chị Thảo cùng gia đình rất lo lắng vì nghi bị phun tẩm chất bảo quản độc hại. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.